Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh channel của mình, và mình là Mr. Leo. Hôm nay cũng là một set đặc biệt và cũng là hàng đặc biệt, hàng độc quyền luôn. Tại vì sao? Mình sẽ mở một cái ETB của Pokemon Center đặc biệt, là độc quyền của chỉ có trên Pokemon Center bán thôi. Thì nó khác như thế nào đối với ETB của gọi là bình thường khác? Tại vì ETB bình thường khác hình như là chỉ có 8 pack hay sao á, còn này là 2, 4, 6, 12 pack, 8 pack hay 10 pack mình không nhớ, nhưng mà chắc chắn là cái này sẽ hơn cái ETB của, nói chung là ETB bình thường. Yeah. Và cái box cũng khác, và nó sẽ có cái gì khác nữa thì mình cũng mở ra xem nha. Và trước khi vào video, nếu mọi người thích video này thì hãy cho mình một like, một subscribe, và để cho mình có những năng lực, để cho mình có những gọi là tinh thần để làm những tập video tiếp theo như thế này nữa. Let's go nha. Và đây là một cái ETB của Pokemon Center đặc biệt, exclusive luôn. Tại vì sao? Tại vì nó chỉ bán ở trên Pokemon Center thôi. Còn mấy cái ETB bình thường của Pokemon Go á, và cái set này là set Pokemon Go mọi người ạ. Mình quên nói cho mọi người biết là đây là set Pokemon Go. Oh. Thì ETB của Pokemon Go của cái box bình thường á. Vậy, ok. ETB của box bình thường của Pokemon Go, mà ETB bình thường á, sorry mọi người, mình hơi bị liếu lưỡi, ok. Thì nó khác. Đây là cái ETB của hàng thương mại, hàng gọi là hàng đại trà. Yeah. Còn đây là ETB độc quyền của Pokemon Center. Đây. Và cái box cũng sẽ khác luôn. Mọi người thấy không? Cái này hai mặt giống nhau, nhưng mà cái mặt này và cái mặt này khác nhau luôn. Hàng độc quyền mà. Đúng vậy. Cái này cũng khác luôn. Yeah. Và để xem bên trong có gì nhé. Đây là cái, đây là cuốn Play Guide. Yeah. Như mình đã mở được gì ta? Mình mở được em xịn nhất là em, mình mở được em Mew rồi, Mew V thôi, chưa có V Star. Mew Medal V, V Max có rồi. Slaking hình như cũng có rồi. Yeah. Slaking Full Art mình có rồi luôn. Chứ em Charizard đúng không ta? Hình như là vậy. Charizard, Guardian Charizard. Đây, em mở được em này rồi. Yeah. Guardian Charizard. Ok, để một bên. Và ở trong sẽ có quay, ok. Cái ETB bình thường á, cái Electra box bình thường sẽ không có cái box này, tại vì cái box này để dành cho ta bỏ deck vô để người ta đi đấu bài ấy. Yeah, mình sẽ không vậy là mấy cái coins. Ôi, bằng sắt nha mọi người, bằng metal ấy, nặng thật sự á, nặng lắm luôn á. Cái này mà đi đấu bài là xịn thật sự luôn. Cái này cũng như mọi người đã biết là dấu hiệu này để dành cho những bạn nào chơi TCG. Dành cho những bạn nào chưa chơi game TCG á, thì hai cái này gì đó. Một cái là bị bỏng, một cái là bị trúng độc. Dạ. Yeah. Khi mà trận đấu bài xảy ra, còn đây là những cái đài sát thương. Cái con. À, rồi. Có gì đúng ta? Ok. Đây là một cái pack energy để dành cho những bạn nào thiếu energy thì sẽ xài. Đây là slip. Đây là cái slip độc quyền của ETB của Pokemon Center. Còn đây là cái slip mà slip đại trà. Tại vì mấy box thường sẽ là cái slip này, còn cái box của Pokemon Center sẽ là cái slip này. Và để xem sẽ hình như là thẳng mọi người, thẳng hình quá, thẳng, ok. Ở bằng bên chúng ta có 12 pack của Pokemon Go. Wait, sao nó màu nó kỳ nha, đúng không? Cùng pack, cùng size giống nhau mà sao nó khác màu nha. Ok, không sao, ở bằng bên, ok. Đây là cái đánh dấu V-Star để cho này, cái này cũng là để chơi game TCG luôn. Ok. Ở đây là mấy cái device. Device xịn thật sự à. Wow. Cái device để xịn á, đúng là tiền nào của nấy mọi người à. Tại vì cái ETB này sẽ mắc hơn cái ETB bình thường khoảng mười mấy đô á. Và đây là cái code dành cho những bạn nào chơi game TCG online á, thì nhập cái code này vào sẽ nhận được những vật phẩm như trong cái hộp này luôn, ok. Và
321. Ok. Đúng là boxing thật sự. Hình Mewtwo mọi người ạ. Xin vậy sao dám bỏ. Ở đây là mình quên review cái lá promo của em Mew. Như cái pack này, cái em này in nhiều gọi là đại trà quá rồi. Đây là full art Mewtwo nhưng mà hình như là chỉ có $1 à. Một cái lá này có $1 à. Yeah. Và chúng ta sẽ bắt đầu với pack đầu tiên nào. Ok. Và trước khi mà pack đầu tiên thì mọi người hãy cho mình một like nhé. Tại vì để cho mình có năng lực, để cho trong mình gọi là public cho mình, gọi là cho mình may mắn này nọ kia. Ok, không nói nhiều nữa. Mọi người cũng nôn phải không? Mình cũng nôn, tại vì mình cũng muốn biết ở trong mấy pack này sẽ có gì với mình. Tại vì mình cũng mong là có cái gì đó đặc biệt. Tại vì mình mới mở được một em Charizard rồi. Charizard Guardian là xịn nhất. Ok, đây có cho mọi người nha. Yes. Vẫn là 4 lá. Mình sẽ, nếu mọi người chưa biết thì mình sẽ phải bỏ 4 lá từ phía sau cái phía trước. Và đúng của nó sẽ là một lá energy đầu tiên. Đúng vậy. Và chúng ta sẽ có fighting. Let's go. Cho như thiếu sáng, mình cho miếng sáng ra. Ok. Fighting. Luna Stone, Rare Candy. Những vật vật phẩm này là ở trong game Pokemon Go luôn, trên phone đấy mọi người ạ. Pidup. Charmander. I pump. Pupashore. Pidup again. Ok. Lavistar và Sivion. Hình như là mình có một đống lá holo. Tại vì mọi người không biết á thì nếu bạn nào chưa biết thì tất cả những cái pack này á sẽ không có nên holo rare, tức là sẽ có rare mà có holo luôn chứ không phải là rare bình thường nữa. Rare holo trở lên luôn. Còn trên nó sẽ là V-Mart, Rainbow Rare, Full Art, Alternate. Yeah. Chúng ta sẽ ra pack thứ hai nào. Đây, có cho mọi người. Ok. Lửa. Uầy, lửa thiệt. Sorok. Đây là vật phẩm để mình dụ. Mình tới cái trụ, xong mình bỏ vật phẩm này vào, sẽ dụ mấy em Pokemon tới trong game á. Hình như lâu mình cũng không chơi. Oh my god, CV Numel, Sivion. Oh my god. Trời ơi, mình thật sự thích lá Mewtwo Go luôn. Oh my god. Tại vì á, hình như mình coi cái cuốn Play Guide rồi, thì mình gọi là sao ta, gọi là giữa Mewtwo Alternate giữa Mewtwo Go thì mình sẽ thích Mewtwo Go hơn. Đối với mình sẽ thích Mewtwo Go hơn. Oh my god. Oh my god, oh my god. Ok. Để mình sẽ cho em nó vào sleep từ từ. Nhưng mà tiếc nha. Buồn một cái mọi người ạ. À. Nó bị up center. Nó bị up center hả? Oh my god, nên chút xíu. Đây chờ bá luôn. Đúng vậy, nó bị up center. Nó bị up center rồi. Sao? Ok. Đấy. Ok. Cái này là chắc do anh em bấm like nha. Anh em có bấm like nè mới chèn được một sự may mắn của mọi người cho mình. Chứ hình như lâu rồi mới có gọi là một tập nào đó mà mình mở được những thứ mà mình muốn trong tập đó luôn. Đôi khi nó chật quất rồi. Không muốn nó ra là nó ra. Muốn nó ra thì nó ra. Nhưng mà thật sự là mình muốn tập này, mình muốn mở cái gì đó về Mew. Tại vì Charizard mình đã có mắt nên mình đã có rồi. Guardian Charizard mình đã có rồi. Thì mình chỉ cần một cái lá Mew hoặc là Mewtwo Go hoặc là một lá gì đó của Dragonite. Tại vì mình cũng thích Dragonite nữa. Nhưng mà ra cái lá mình thích luôn. Oh my god. Ok. Mình đã có nước. Ui. Đón hai lần đúng, hai lần energy nha. Và hồi nãy đón đúng hai lỡ cái này nè. Biết cái này sao? Đây cái trụ. Cái trụ để mọi người bỏ vật phẩm vào để dụ mấy em Pokemon tới. Magikarp, Ipom, Charmander, Eevee, Pretty Cakes và Lapras.
Ủa, mọi người để ý cái Labrass này, cái hình em Labrass có gì đây không ta? Chắc, à cái ghế, trời mình tưởng cái chữ ký không mà hết hồn ghê. Mình tưởng là cái chữ ký, ai về nó là cái ghế. Ok, hai em holo, ba pack. Ok, pack tiếp theo, pack thứ tư. À, có cho mọi người luôn, let's go. Yeah. Dark, ông tối luôn. Aridos, Blanchet, Steelix, Bulbasaur, Satu, Ivy Pump, Slowpoke, Charizard. Ok, mình đã có em, có hai em rồi. Hai em Charizard rồi. Holo hoặc là Reverse luôn, mình có hai cái luôn. Yeah. Mewtwo, yeah, ok. Mewtwo V, mình cũng đã mở ở trong tập trước rồi. Thì phải, đúng rồi. Mình mở trong tập trước rồi. Cái tập mà mình mở box của Golden Eevee mọi người. Mà không ngờ. Không ngờ tập này mình mở ra Mewtwo Go, thêm Mewtwo, Mewtwo Go V-Star, thêm Mewtwo V nữa. Wow. Tính ra tập này mình muốn MV, mình muốn em Mewtwo thì nó ra Mewtwo nha. Những tập trước toàn nói thôi, có ra được đâu. Nà. Ủa, có đâu? À, có đây. Đây, có cho mọi người. Có. Let's go. Gen Z, Steelix, Satu, Bashore, Swaddle, Pidup, Odis, Pipareo Aren và Venusaur. Ok. Uầy. Chúng ta sẽ bắt tiếp theo nè. Chúng ta cũng trong set này cũng sẽ có mấy em Venusaur hay là Blastoise hay là Charizard đều là Guardian, đều là Shiny mọi người. Thì nếu mọi người may mắn sẽ mở được mấy em đó. Còn mình chưa may mắn lắm. Ồ, một lá V-Star. Chưa may mắn lắm nên mình mới mở được em gọi là Golden Charizard thôi. Pupitor, Gen Z, Spock, Ipom, Charmander, Eevee, Numeo, Raticate, Steelrova, Blastoise. Yeah. Ok. Pack tiếp theo nào. Pack tiếp theo. Đây. Có cho mọi người. Cái code này để mọi người nhập vào game TCG Online nha. Còn cái code mà mình code của Pokemon Go thì mình sẽ đăng lên group hoặc là đăng lên trên trên cộng đồng trên YouTube. Yeah. Tại vì nếu mà mình nạp đủ rồi thì mình sẽ không cần và mình sẽ share lại cho mọi người biết. Share lại cho mọi người để mọi người xài nha. Pikachu, yeah, Spinarak, Rattata, Charmeleon, và Zapdos, yes. Chúng ta mở được không? Mọi người thấy không? Tất cả đều là holo rare, tại vì không có nên holo đâu. Tại set này là set đặc biệt mà, giống như cái set của Celebration vậy. Đây có cho mọi người. Chúng ta có lửa điện nước, chúng ta phải thể hay gì ta, hay thép cỏ, Blanche, Aridos, Magikarp, Melton, Eevee, Pikachu, Swaddle, Wimpuff và Gyarados. Ok, wow, bây giờ trời holo không luôn á ta. Chúng ta còn 4 pack nữa. Ok. Mình cần mọi người chuyển động lực cho, chứ bây giờ hình như là mình mở hết tập thì phải. Đúng vậy. Mở hết tập thì phải. Yes. Không hiểu sao nữa giờ tập nha. 6 pack ở đây. Được 2 pack, 1 lá gold, 1 lá Melvi, nhưng mà nước. Ok. Sorok. Cái lòng áp trứng. Charmander, Slowpoke. Trời ơi, mấy em này ra, mấy em này bị trùng rất là nhiều luôn, tại vì cái lá nó không có nhiều mọi người ạ. Lexi, trời ơi, em này mà thủ trụ mà là
Để tại sao có cái logo có hình như vậy? Tại vì em này mà cho vô gym đứng là châu bò nhất. Em nó, em Lixi nó với em Snowlack là thôi rồi, hai em là châu bò. Đánh hoài cũng đánh muốn xỉu luôn. Đây có cho mọi người. Ôi lộn ngược. Đây 1, 2, 3, 4. Chúng ta có thể điện không tối. Spark Chansi, Satu, Swaddle, Swinfrew, Eevee, Satu, Numeo và Quay. Em thứ hai rồi nha. Quay em thứ hai đó. Ok. Đây, có cho mọi người luôn. Có Camerun, Camerun, Van Chies, Tiki, Chanswil, Lovey Star, Satu, Ivy Pum, Slow Proba, Executor. Ok. Cái em này là hình như cái em trong có phải không phải là biết không biết phải là biết là à không phải. Ok. Hình như em này có một cái box là em này nằm trong cái lá trong cái box promo, mình nhớ là vậy. Yeah. Rồi chúng ta tới back cuối cùng luôn. Ok. Nếu may mắn thì mọi người chuyện may mắn cho mình thì cái này sẽ là Light Pack Magic. Còn không có thì này là Black Pack không có Magic nha. Ok. Nhưng không có là thôi. Không có là thôi. Sao giờ? Đúng không? Làm gì được nhà sản xuất giờ? Giờ nhà sản xuất không cho là sao giờ? Ui, V-Star. Tính ra box này cũng hên lắm rồi đó. Tại vì xui, xui lắm. Box này sẽ là V thôi hoặc là không có gì luôn đó. Tại vì đôi khi ETB mà nhiều nếu như mọi người không biết đó, thì cái ETB của Pokemon Center đó, hình như là đa số là nịch. Tại vì mình nhớ mình order của Pokemon Center thì toàn là nịch không à. Ôi! Sorry, không nịch nha. Không nịch. Sorry mọi người. Không nịch tí nào hết. Không nịch, thề, không nịch luôn, thề. Thề, không nịch. Thề, mình nói rồi, Pokemon Center là một nơi rất là uy tín để mua hàng. Chính xác. Đúng vậy. Mở ra là hít không, hít xịn không muốn thực sự. Ok. Trời ơi. Mới nói thôi mà. Đâu quảng cáo đâu. Đâu quảng cáo đâu mà sao mà cho ra dữ vậy. Trời ơi. Thề luôn á. Cho em nào khác đi. Em này có rồi mà. Ở kìa. Cho em nào khác đi chứ. Em này có rồi mà. Ở kìa. Trời ơi. Mà cho ngay cái em bị up center nữa. Đau thật sự. Và ok mọi người ạ. Trời, chúng ta đã xong 12 pack rồi. Và đây là tất cả những gì mình đã có. Một cái lá đầu tiên là khi mà mua một cái box ETB bình thường hay là ETB của Pokemon Center sẽ được đi kèm theo một cái lá promo của Mewtwo. Ok. Và những cái hộp hay là những cái coin này nó xịn sò hơn, nó bằng sắt. Đơn giản vậy thôi, nhưng mà đặc biệt là box này xịn nha mọi người. Box này rất là xịn. Thấy vậy chưa? Anh em thấy vậy chưa? Một cái box 12 pack mà được em Mew Chill Go và một em gọi là Guardian Charizard là hai em này là coi như là đi luôn cái box rồi. Xịn box, box xịn nó khác liền. Ok. Nó liền thiền thế đủ rồi và nếu thích video này thì hãy cho một like và subscribe nhé mọi người. Và hẹn mọi người ở tập video tiếp theo. Còn tập video tiếp theo mình sẽ mở gì thì mình cũng không biết. Nên là hẹn mọi người vậy. Bye bye. See ya.